Sen Home, hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Ai đứng như bóng dừa, tóc dài bay trong gió, có phải người còn đó là con gái của bến gì quý vị? Bến gì quý vị hãy đoán đi. Thưa quý vị, vào ngày 29-30 tháng 9 và mùng 1 tháng 10 này thì chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt, một trong những chương trình có thể đem lại rất nhiều hạnh phúc cho những mảnh đời khó khăn, đặc biệt là hỗ trợ và giúp đỡ cho những em chẳng may bị mất cha mất mẹ. Thưa quý vị, ngày 29-30 tháng 9 và 1 tháng 10 chúng tôi sẽ có mặt tại trường trung học cơ sở Thạnh Phú Đông, Dòng Trôm, Bến Tre để thực hiện chương trình. Quý vị hãy đến thật đông để cổ vũ cho các em, đến thật đông để cổ vũ cho chương trình, để có thể đem đến những niềm hạnh phúc cho tất cả mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống quý vị nhé. Nhớ 29-30 tháng 9 và ngày mùng 1 tháng 10 tại trường trung học cơ sở Thạnh Phú Đông, Bến Tre. Quý vị nhớ đến cùng với Quỳnh Linh nhé. Ai đứng như bóng dừa, tóc dài bay trong gió, có phải người còn đó là con gái của Bến Tre. Chào quý vị. Hoa Sen Home, hân hạnh đồng hành cùng chương trình.